Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu một tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 ạ. Hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 4 tháng 12 à tháng 1 năm 2024 ạ. À, thì tối hôm nay bên cơ sở Lan Dừng em có về mới rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và đặc biệt là hiện tại thì cũng chỉ còn một tháng nữa thôi là đã Tết đến rồi. Nên là buổi tối hôm nay bên em đang có rất là nhiều những cái dòng hàng lan nụ đẹp để cô chú anh chị mình có thể sưu tầm những cây lan để trưng và thưởng thức trong những ngày Tết đến xuân về cô chú anh chị nhé. Với cái giá hôm nay thì cũng rẻ sập sàn luôn ạ và bên cơ sở làng rừng như em có ship hàng toàn quốc khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5 000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chính chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở làm rừng em đang có ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái đồ dáng hương quế tím ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em. Những cây quế tím hôm nay về thực sự rất là đẹp luôn. Nhìn cây thôi ạ, thì đã thấy rất là thích mắt rồi những cây quế tím thân đen chùi chuỗi rất là đẹp như thế này cái mùa hanh khô nhưng những cây quế tím này về vẫn cứ rất là đẹp luôn và em đang bán quế tím này với giá chỉ có 140.000 cho 1 kg thôi em sẽ bán ngay từ 0,3 kg rồi cô chú anh chị nhé cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm cái mặt bông của dáng hương quế tím này một nhánh quế tím nhỏ thôi, một nhánh quế tím nhỏ thôi ạ, à, mà khi mà nở hoa cũng đã nhìn rất là đã mắt như thế nào rồi. Với 0,3 kg cô chú anh chị có thể có những quế tím trụ quế tím rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Đó cái lô quế tím về cây rất là xinh như vậy. Cô chú ý chị nhìn này, một nhánh quế tím không hề lớn mà có thể cho rất là nhiều những chùm hoa như vậy Thì chắc chắn rằng là với 0,3kg quế tím cô chú ý chị được một cái giò gian rất là đẹp luôn Sang bên này đây cô chú ý chị cùng em ngắm một cái lô dáng hương tam bảo sắc Hàng đẹp mộng mơ luôn, những cây lá xếp và bản lá dày cộp luôn Cái dòng hàng quốc dân mà em nghĩ rằng có lẽ bất cứ một anh chị chơi lan nào cũng không thể thiếu trong sân vườn đúng không ạ Dễ thuần dễ chăm, dễ thuần dễ chăm mà hoa thì lại vô cùng là thơm những cây dáng hương tam bảo sắc hàng lá xếp dày cộp như vậy đi ạ Và dáng hương quế uh, tam bảo sắc hôm nay em xin phép được bán với giá là 150.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé Cái mùa bây giờ cô chú anh chị ghép là thực sự rất là tuyệt vời luôn Đến sang xuân sau Tết là bắt đầu cây bắt đầu nhú nụ Cô chú anh chị có một cái giò lan đẹp trọn vẹn để thưởng thức hoa trong mùa xuân ạ Và tiếp sang bên này đây thì em đang có những cái cây lan uh... Đây là cái dòng sơn thủy tiên ạ cái dòng sơn thủy tiên thì uh... Hiện tại cây đã bắt đầu là sưng những mắt nụ rất là lớn rồi Với những cái đang chờ đợi cho một mùa hoa vàng rực rỡ đây cô chú anh chị Mà cái dòng sơn thủy tiên này em đang bán Đây hàng cắt tỉa rất là kỹ Với những rể vừa tầm ghép rất là đẹp như vậy Em đang để giá là 170 180.000 cho 1 kg à, 170.000 đi cô chú anh chị 170.000 cho 1 kg cái dòng sơn thủy tiên hôm nay cô chú anh chị nhé và tiếp sau bên này đây sẽ là cái dòng long tu xuân hiện tại em đang có 2 kg long tu xuân một trong những dòng hàng mà đơn thân thòng có thể nói rằng là sai hoa và đẹp nhất trong tất cả những cái dòng hoa lan đấy ạ em có hai lô mỗi một lô như vậy chắc chắn rằng cô chú anh chị mình có thể có những cái giò lan rất là đẹp luôn rồi em đang bán mỗi một lô như vậy là 65.000 cho một lô này hoàng thảo trúc mành cô chú anh chị một cái dòng hoa, hoa phải nói là cực kỳ là sắc nét Hiện tại hôm nay em chỉ còn có 4 cái lô hoàng thảo trúc mảnh Đẹp mộng mơ như thế này với mỗi một lô chắc chắn cô chú anh chị có một cái giò lan ngắm hoa đã mắt tuyệt vời luôn rồi Cái lô này em gọi là lô số 1 Đây cô chú anh chị một phần Một cái phần trúc mảnh đẹp tuyệt vời như vậy em đang bán là 65.000 Phần số 2 60.000 cô chú anh chị nhé dạ. Mỗi một phần là cô chú anh chị được một giò rất là đẹp luôn Phần số 3 cũng là 60.000 và phần số 4 này Phần số 4 thì có lẫn một ít cái cây um, cái cây, giáng cây, um, hương hoàng thảo tam bảo sắc ấy ạ cái phần này em bán 30.000 đi cô chú chị Và sang bên này thì hiện tại em đang có duy nhất là mấy cái phần hoàng thảo kèn nhé Và hoàng thảo kèn thì hiện tại uh, em thấy là cây đã bắt đầu có hiện tượng là sưng nụ rồi Những cái cây kèn à, hoàn toàn là những cái thân tơ Mỗi một lô rất là nhiều cây kèn như vậy này Cái lô này chắc khoảng đến cả chục thân kèn luôn ạ thân cơ tơ kèn luôn em bán phần số 1 với giá 70.000 phần số 2 cũng với 70.000 cô chú anh chị nhé à, mỗi một phần cả chục thân tơ luôn cô chú anh chị làm một cái giò đẹp, đẹp mộng mơ luôn và phần số 3 cũng là 70.000 cái mùa kèn này thì cái mùa gần này cô chú anh chị ghép kèn thì uh, chơi hoa trọn vẹn và được chăm ngay từ những mầm gốc mà khi nó mới lên đấy ạ và phần số 4 cũng là 40.000 em có đúng bốn cái phần kè này thôi và sau cái lô kè này chắc là cũng không có hàng nữa đâu cô chú anh chị ạ và sang bên này đây thì em đang có cái dòng lan à. đây là cái dòng à ờ uh, dáng hương đuôi sóc này những cây đá đuôi sóc hàng uh, tuyển chọn lá xếp đẹp như vậy đã với cây tầm từ tầm trung trở lên dáng hương đuôi sóc đuôi trồn hay đuôi cáo là một trong những dòng hoa có thể nói là đẹp nhất trong tất cả những dòng dáng hương đây đuôi sóc em để giá là 120.000 trong một kg em sẽ bán ngay từ 0,3 kg cô chú chị nhé sang bên này đây ạ à, là dòng long tu đá hoa tím này Kilo long tu đá hoa tím cây căng mướt rất là đẹp như thế này này. Đương nhiên là cái hàng hàng rừng ấy thì bao giờ nó cũng sẽ có cả lẫn cả thân già thân tơ. Đó, cô chú anh chị có thể thấy những cái mắt nụ của nó. Dòng long tu đá hoa tím thì nó không phải hoa bé tí xíu như là cái dòng long tu đá hoa trắng đâu cô chú anh chị. Và dòng long tu đá hoa tím hôm nay xin phép được bán là 160 000 trong 1 kg. Đã, cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm cái vẻ rất là xinh đẹp của cái dòng long tu đá hoa tím. À, cây thân ngắn nhưng mà khi mà sổ hoa thì có thể nói rằng sai bông từ gốc đến ngọn luôn với cánh hoa tím đậm đà và cái họng vàng rất là đẹp với nửa kg em bán được 0,3 kg với 0,3 hay là nửa kg cô chú anh chị cũng có một cái giò long tu đá hoa tím đẹp tuyệt vời để thưởng thức hoa rồi và sang bên này đây là cái dòng lan trầm tím hàng rừng nhá em nghĩ rằng là bất cứ một anh chị chơi lan nào chắc chắn anh chị chơi lan nào ấy ạ chơi lan đúng nghĩa thì em nghĩ rằng là chắc chắn sân vườn không thể thiếu những cây trầm tím rừng đúng không ạ cái dòng hoa cực kỳ là thơm phải nói là thơm vô cùng và cái bông hoa nhìn cũng rất là à, rất là đẹp đây dòng trầm tím rừng dễ thuần dễ chăm em đang bán hàng này gần như là 100% thân tơ luôn cây từng khóm từng rề mà rất là khỏe và rất là đẹp như vậy em đang để giá là 350.000 năm cho một kg thôi Đấy, trước đi tiền triệu hơn triệu vài triệu một kg cái dòng trầm tím này, này hiện tại thì giá 300.000 trăm cho một kg em đang bán từ 0,2 kg luôn cô chính chị nhé em sẽ cân cho cô chính chị với 0,2 bà là bao nhiêu để cô chính chị mình có thể ước lượng này Dạ cái chỗ này hiện tại em đang cân là 0,2 kg và hơi tươi một xíu nhá cô chú anh chị nhé. đây với 0,2 kg là 70 000 thôi ạ. À. cô chú anh chị mình cũng có thể có những cái thân kèn rất là đẹp như án thân trầm rừng rất là đẹp như thế này. đó về cô chú anh chị làm được mối giọt trầm ngắm rất là đẹp rất là xinh ở mùa xuân rồi đúng không ạ. thân nào thân đấy căng mướt như thế này. trầm trầm tím hàng rừng nhá cô chú anh chị nhé. sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh ạ cái hàng dài đều hàng này thì lô hàng về không có dài lắm ạ mầm gốc thì lên xanh mướt mà không dài nhưng mà cực kỳ là có võ luôn đấy ạ những cái thân nó đang ra nụ rất là đẹp như này và mỗi một mắt nụ này có thể cho vài ba bông hoa nhá cô chú anh chị nhá rất là đẹp luôn đó một cái lô hàng cây rất là khỏe nhìn cây cực kỳ là căng mà mướt đẹp như thế này cái dòng hoàng thảo u lồi có thể nói là một trong những cái dòng lan uh, có hoa to và đẹp nhất trong tất cả những cái dòng hoa lan đấy ạ hàng đang nụ mầm gốc lên thì phải nói siêu xinh luôn như thế này. Thì 1 kg hoàng thảo u lồi của ngày hôm nay em đang để giá là 240 000 cho 1 kg. Và hàng này thì nó ngắn ngắn, dài tầm 25 3, à tầm 30cm, 40cm, 50cm đổ lại thôi. Và em sẽ bán ngay từ 0,3 kg cho cô chú anh chị mình rồi, tức là vài chục nghìn thôi. Cô chú anh chị có một cái giò lan rất là tuyệt vời, một cái giò lan rừng đẹp để mà trưng những ngày Tết rồi cô chú anh chị nhé. Và đặc biệt ạ là cái dòng lan hoàng thảo chúc phật bà tết đến xuân về mà cô chú anh chị có một cái giò lan chúc phật bà trong nhà thì thực sự là không có điều gì tuyệt vời hơn một cái dòng lan mà ngay từ thân lá đã tỏa ra cái mùi hương thơm ngai ngái như là cái mùi thuốc bắc tạo cái cảm giác phải nói là thư giãn vô cùng luôn ạ à. và mầm gốc nó đang lên này cô chú anh chị này từng khóm từng rề với thân căng mướt đẹp như thế này đó và cây đang nhú nụ chúc phật bà hoa à, của chúc phật bà thì khỏi phải bàn luôn đẹp nhưng mà em vẫn cảm thấy thích nhất là cái mùi hương thơm từ cái thân của dòng trúc Phật bà này nó mang lại của chính chị ạ. Em đang bán hoàng thảo trúc Phật bà này với số tiền là 500 000 nghìn một kg nhé cô chính chị nhé. Em sẽ bân cân cho cô chú anh chị mình thử này. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg. Với 0,3 kg cô chú anh chị mình sẽ được em đang bóc xô một cái lượng mà em đang bóc xô ở đây nhé là có chưa đạt đến 0,3 kg mà cô chú anh chị được quá nhiều thân tơ như thế này. Đó, được quá nhiều thân tơ đẹp như thế này rồi. Đấy. Thì em nghĩ rằng là với số tiền 150 nghìn để cô chú anh chị mình bỏ ra được một cái lan tuyệt vời như vậy thưởng thức hoa Tết thì em nghĩ rằng là không có điều gì tuyệt vời hơn. Cái dòng chúc Phật bà. Mà người ta còn quan niệm rằng những cây chúc Phật bà này này Tết đến xuân về có những cây trúc Phật bà này trong nhà người ta còn quan niệm rằng nó có thể mang đến cái sự an lành và một cái năm mới nhiều cái sự may mắn đấy ạ. Thân như là những cái đốt trúc Phật bà rất là đẹp. Nói chung cái dòng này em không có gì thích bằng là cái việc là ngửi cái mùi hương thơm từ cái thân của nó của chú anh chị ạ Em rất là thích luôn cái mùi hương cảm giác thư giãn vô cùng luôn ạ Bên này em đang có một cái lô một cái lô hoàng thảo thập hoa rất là nhiều luôn Em đang bán lô này với giá tiền chỉ có 50.000 thôi Và một cái combo gồm có ngọc thạch ba màu bắc này Thân căng mập siêu đẹp luôn ạ Và một cái phần hoàng thảo hoàng lạp Một vài nhánh hoàng thảo hoàng lạp đây Thì em đang bán cả lô này với số tiền chỉ có 50.000 thôi nhá. Sang bên này đây thì em đang có cái dòng lan hỏa hoàng cam của chúng chị ạ. Cái dòng lan hỏa hoàng cam này thời điểm bây giờ nhà vườn đang cho vào vườn rất là nhiều rồi à, Và ngay cả bên Thái hiện tại cũng đang tuồn sang bên Việt Nam mình những cây hỏa hoàng cam với giò vài cây thôi mà rất là đắt đỏ Đấy, Cái dòng lan hỏa hoàng cam này em đang bán với giá chỉ có 270.000 cho 1kg thôi Em sẽ bán ngay từ 0,2kg ạ à, Thay vì cô chú anh chị bỏ ra tiền vài trăm nghìn để mua một uh, hơn trăm nghìn uh, Mua một cái giò vài nhánh hỏa hoàng cam thì cô chú anh chị mình có thể tự sưu tầm tự trồng lấy những cây hỏa hoàng cam như này này Đấy, em thấy là nhà vườn ở chỗ mình bây giờ cũng đang trồng thuần vườn rất là nhiều Sau đó bán hàng thuần đấy ạ Thì trong khi đó với 0,7 cô chú trị chị mình có thể có được rất là nhiều Những cây hoa hoàng cam xinh đẹp thì cô chú anh chị mình tự trồng nhé Ở đây ạ là cái dòng kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm Cái dòng lan này thì với độ bền của hoa phải tầm hơn 2 tháng nhé Và bông hoa cực kỳ là thơm cực kỳ là thơm có lẽ vì vậy mà cái dòng kim điệp nhựa này người ta còn gọi là kim điệp thơm đấy ạ và em đang để giá của dòng kim điệp nhựa hôm nay với số tiền chỉ có 150.000 cho 1 kg thôi 150.000 trong kg thôi cô chính chị nhé hàng hiện tại thì có những cây đã bắt đầu là sưng mắt nụ rồi Thảo vôi ạ, à. hoàng thảo vôi thì với những bông hoa tím hồng cực kỳ là xinh đẹp Và cái độ thơm của vôi chỉ đứng sau trầm thôi ạ à. à, Có những cái thân hoa căng mập rất là đẹp như thế này Hoàng thảo vôi em đang để giá là 170.000 trong 1kg à, Tất cả những cái dòng hàng em sẽ bán từ 0,3kg Trừ hoàng hoàng cam và trầm thì em bán từ 0,2kg nhé Và bên này đây ạ, à, cô chú anh chị cùng em ngắm những cái uh, chậu lan vô nữ hồng lâu mộng ạ à. Siêu nụ như thế này này cô chú anh chị Và một cái chậu cực kỳ là nhiều cây luôn xung uh, xuê nụ một cái chậu sum xuê không biết là bao nhiêu vòi hoa cô chú anh chị nào đã từng thưởng thức với dòng lan vu nữ hồng lông mộng này thì biết rồi cái mùi hương thơm ngọt ngào vô cùng luôn đúng không ạ và một cái chậu lan vũ nữ hồng lông mộng khỏe và đẹp như thế này Em đang để giá có 120.000 cho một giò thôi Cô chính chị có thể tham khảo giá trên thị trường Ít nhất một cái chậu hồng lông mộng như vậy Ở trên thị trường người ta cũng phải bán tầm 170 Cho một cái chậu nhiều nụ như vậy đúng không ạ Và đặc biệt ạ à, là đây ạ à, Cô chú anh chị mình nhìn thấy những cái nụ hoa này Là cô chú anh chị có thể cảm nhận được Là cái Tết đến đang rất là cận kề rồi đây cô chú anh chị Đây là những cái chậu lan năm cánh trắng họng hồng Thời điểm bây giờ có những cái cây nó đang nhú nụ như thế này rồi cô chú anh chị nhá một chậu rơi vào khoảng tầm à bốn thân cô chú anh chị ạ, bốn thân. Đó và một cái chậu lan năm cánh trắng họng hồng. Vừa đẹp vừa thơm với cái hoa màu trắng nổi bật. Trên cái cái họng hồng nổi bật trên nền hoa màu trắng rất là tuyệt vời luôn. Thì một cái chậu lan năm cánh trắng họng hồng như vậy, hôm nay em để giá rẻ sập sàn luôn cho cô chú anh chị mình. Giá chỉ có 100 000 trong cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé 100 000 trong cho một chậu năm cánh trắng họng hồng. Và chậu sẽ rơi vào bốn thân. Rơi vào bốn thân bốn thân cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái mặt bông của năm cánh trắng họng hồng đây và bên này đây ạ à, là những giò lan trầm trắng nhé cô chú anh chị nhé trầm trắng ạ à, với những thân căng mượt nú này trầm trắng cũng đang có những thân à, trong chậu cũng đang có những thân nhú nụ này à, trong chậu thì cũng rơi vào ba bốn thân tuy nhiên thì cũng không phải là thân nào cũng đang đều đang nhú nụ hết đâu cô chú anh chị nhưng mà tuy nhiên thì ngắm một cái thân trầm trắng nở thôi thì cô chú anh chị cũng thấy đã mắt lắm rồi luôn đấy ạ hoa trắng không tì vết luôn cô chú anh chị nhá thơm nức nở luôn thân nào thân đấy mập căng đẹp như thế này và đang có những trong một chậu thì cũng đã có những cái thân nhú nụ như thế này rồi và một cái chậu lan trầm trắng rơi vào khoảng tầm cũng rơi vào ba bốn thân cô chú anh chị ạ thân căng xanh lét Đẹp như thế này này Thì một cái chậu lan trầm trắng như vậy Em cũng đang để giá là 100 nghìn cho một chậu nhá Bên này đây sẽ là giả hạc chớp Mỹ Phải nói là hàng với cái mặt bông cánh hoa tím chớp Đẹp lộng lẫy như thế này Và vô cùng là thơm Cái dòng giả hạc chớp Mỹ này này Sai bông tự nhiên từ gốc đến ngọn luôn ạ à. Và một cái chậu giả hạc chớp Mỹ như vậy Thì thân căng mướt luôn cô chính chị này Hiện tại thì cũng đang có những cái thân à, Đang bắt đầu là nhú nụ rồi đó, thân căng đẹp như thế này thì chắc chắn rằng sẽ cho cô chú anh chị một mùa hoa thực sự rất là tuyệt vời luôn Trước đây một cái thân chớp Mỹ thì mà rơi vào uh, 7-800 nghìn ạ à. 7 800 000 một thân. cái hàng còn hàng bây giờ một tác phẩm cho cô chú anh chị mình với giá chỉ có tiền trăm thôi cô chú anh chị này. Với giá chỉ tiền trăm thôi, thân nào thân đấy căng mướt luôn. Dạ, cái chậu chớp Mỹ. Em có hàng chia theo hình ở đây cô chú anh chị mình có thể chọn hàng theo hình ạ. Cái chậu này em gọi là chậu 49 này, chậu này rơi vào 3 thân nhá. Chậu chấp Mỹ này rơi vào 3 thân. Em xin phép chỉ bán với giá có Em đang bán với giá chỉ có 110.000 thôi cô chú anh chị ạ, 110.000 thôi với 3 thân chấp Mỹ. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 50 ạ. Chậu số 50 này đang có hai thân nhá cô chú anh chị nhá, hai thân. Và em đang bán chậu này với số tiền là 100 000 à, Cô chú anh chị mình có thể à, nếu mà muốn có một cái tác phẩm đẹp, cô chú anh chị mình có thể lấy giúp em hai chậu như thế này đi ạ. À, tức là rơi vào ít nhất là 5 thân trong một cái giò như này rơi vào có 210 000 Đó, là một, có một cái tác phẩm chấp mỹ tuyệt vời rồi. sang hình tiếp theo là hình 51, chậu này 4 thân nhá. Em bán với giá là 120 000 này. Và chậu số 52 rơi vào bán 110 000 Đấy, Cô chú anh chị cứ muốn có cái giò gọi là khủng và đẹp Một cái tác phẩm đẹp như ý Thì hãy lấy giúp em hai chậu đi Là có một siêu phẩm tuyệt vời hơn 200 nghìn một xíu thôi đúng không ạ Hình 53 này Với số tiền là 110 nghìn Và hình 54 với số tiền 100 nghìn Và sang bên này đây sẽ là dòng giả kha oai Hả giả kha oai ạ à, Thân nào thân đấy phải nói là căng mướt và siêu đẹp vô cùng luôn Riêng dòng hao oai thì chỉ cần vài bông hoa nở thôi là cũng đủ cảm thấy thơm rồi đó, cây Hawaii bây giờ đang có những cây đang nhú nụ lớn dài như thế này nhưng mà đa số là đang bắt đầu là xuống lá và à, đang chuẩn bị là nứt nụ thôi cô chú anh chị nhá đang chuẩn bị nứt nụ thôi này đó nói chung là những cái cây mà nó tầm như thế này thì sẽ là chơi hoa đẹp trọn vẹn còn khi mà nụ lớn như thế này thì chắc chắn rằng là vận chuyển đóng gói nó sẽ có ảnh hưởng nụ rồi nụ mất nụ còn rồi nó sẽ không được đẹp trọn vẹn nữa đâu đấy tuy nhiên thì nhiều anh chị rất là thích lấy cái hàng nó đang nhú nụ rồi đúng không ạ À, thực sự thì em nghĩ rằng là cái việc đấy nó cũng không cần thiết bởi vì là bởi vì là những cây nó căng đẹp như thế này không có lý do gì để nó không cho mình những cái bông hoa đẹp tuyệt vời đâu ạ và một cái chậu giả Hawaii như vậy này rơi vào ít nhất là bốn thân trở lên đấy ạ em đang để giá có 130.000 ba thôi cô chú anh chị nhá chậu nào chậu đấy phải nói là căng mướt những cái thân căng đẹp vô cùng luôn cô chú anh chị ạ cho một trăm ba mươi chậu chậu giả Hawaii ở đây ạ là những cái giò lan đen đô xuân những cái giò lan đen đô xuân mà phải nói là siêu xinh đẹp luôn và chi chít là nụ Cô chú anh chị về sẽ được thưởng thức hoa từ thời điểm bây giờ cho đến Tết luôn cô chú anh chị nhé. Đây này. Đó. Một số bông bói đầu ngọn đang nở trước rồi ạ. Với bông hoa vàng rộn, cánh hoa căng, nở căng rất là đẹp và À, ngoài ra thì còn những cái thân cao này này, chi chít là nụ như thế này. Cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức hoa từ bây giờ cho đến Tết luôn. Cái mùi hương thơm nhẹ nhàng rất là quyến rũ và cô chú anh chị nhìn đặc biệt ạ. À, cái mầm mùa mầm đang lên, vừa ngắm mùa hoa vừa ngắm mùa mầm thì em nghĩ rằng không có gì thú vị hơn như vậy. Cô chú anh chị về có thể thưởng thức hoa và ngắm ngay cả những ý mầm khi mà nó đang trồi lên Một cái chậu đen đô xuân đẹp như thế này thì cô chú anh chị vừa ngắm hoa đến bây giờ và đến Tết Cô chú anh chị sẽ có một cái giò lan phải nói rực rỡ vô cùng luôn Khi mà những cái bông hoa này nở rộ trong Tết đến Với giá chỉ có 110.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé Đây này Cô chú anh chị nhìn cái mầm gốc của nó rất là đẹp luôn đúng không ạ Nụ thì sai chi chít như thế này Một cái chậu, chậu đen đô vàng nhá Hoa vàng Đấy, Siêu nụ với giá chỉ có 110 nghìn trong một giò đáng thưởng thức lắm luôn ạ. Và bên này đây cũng là cái dòng Dendro. Vái dòng này thì sẽ là cái dòng Lan Dendro chuẩn hoa với cái bông hoa tím như là hoa kèn cô chú anh chị nhé em dám khẳng định rằng cô chú anh chị nào mà đã nhìn thấy cái mặt bông của nó nở trực tiếp em quay trực tiếp nếu như nó nở hoa trực tiếp chắc chắn là 100% cô chú anh chị đều muốn sở hữu mặt bông tím đậm hơn cả kèn cánh hoa căng mướt và tròn bầu dày rất là đẹp luôn thì một cái chậu lan như thế này này rất là nhiều thân hoa rất là nhiều thân hoa và cũng có những cái chậu hiện tại cũng có những thân đang sưng nụ rồi ạ dạ cô chú anh chị thấy đây như chậu này cũng đang bắt đầu là có những thân xương nụ rồi nhá Em đang để giá là 170.000 trong một giò Và rơi vào tám thân hoa Và đặc biệt một cái lô đen lô xuân Cây thuần căng rất là đẹp luôn Chậu rơi vào ít nhất là 5-6 thân Cái hàng này thuần sẵn trong chậu nhựa như thế này nhá Của chính chị nhá rơi vào ít nhất là năm sáu thân rất là đẹp rất là khỏe luôn cái dòng này thì em nghĩ rằng là chủ yếu là hoa trắng tím nhưng mà cô chú anh chị cũng đừng có quan tâm cái mặt bông đen đô xuân hoa nó màu gì làm cái gì cả bởi vì cái dòng đen đô xuân này cái mặt bông nào cũng phải nói là đẹp xuất sắc ạ à. thì một cái chậu đen đô xuân hàng trồng trong chậu nhựa đẹp như thế này này em đang để giá để giá nhé cái dòng đen đô xuân này thì hoa không biết mặt hoa này Cô chú anh chị cứ nói như vậy Em đang để giá có 100 nghìn cho một giò thôi Cô chú anh chị và lượng hàng cũng không có nhiều ạ à. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu đen đô xuân Phải nói là siêu vip vô cùng luôn Một cái thân của nó Có những cái thân nó dài khoảng tầm 5 60 cm 5 60 cm Đây em đang còn có duy nhất một chậu thôi Em đang có hai cái chậu to đùng này hai cái chậu bên này em đang để, để em chơi Tết Tết mà có những giò như vậy chơi trong nhà Thì em nghĩ rằng là vừa rẻ vừa đẹp không có tuyệt, gì, tuyệt vời hơn em đang hai chậu anh kia em đang đang em đang để chơi còn chậu này em sẽ bán này cô chính chị này một chậu duy nhất này thôi em bán nhé có một cái thân nó đang nhú nụ này và có rất là nhiều những cái thân này à, hiện tại chưa có nụ em đếm sơ sơ là cũng khoảng tầm hơn chục thân nhé em bán cái chậu này hôm nay à, một chậu duy nhất này thôi em để giá là 180.000 cho chậu này và tiếp sau bên này đây sẽ là những cái chậu lan à... Đây là những cái chậu lan thanh đạm sữa đang bắt đầu nhú nụ rất là nhiều đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn thấy đã. Sai hoa tự nhiên luôn. Những cái chậu thanh đạm sữa này em để giá là 100.000 cho một chậu. Còn bên này đây sẽ là những cái chậu lan thanh đạm Indo này. À, với nhiều anh chị có lẽ việc sở hữu một cái giò thanh đạm Indo này được coi như một chân ái, một cái dòng hoa sai bông tự nhiên. Hiện tại em đang có những cái chậu vẫn còn đang có nụ đây cô chú anh chị nhé. Những cái chậu này vẫn còn đang tiếp tục ra nụ này. Đó, sai hoa và cực kỳ là thơm. Em đang bán một chậu như vậy với giá chỉ 150 000 cho một cái giò lan thanh lạm đô này thôi. 150 000 nhá. Và bên này đây ạ, à, là những cái chậu lan trầm rồng đỏ. Em nghĩ rằng cô chú anh chị nào đã chơi lan lâu thì chắc chắn là đã từng mua một cái thân trầm rồng đỏ với vài 300 000 đúng không ạ? Trầm rồng đỏ là cũng là một trong những dòng lan mà chủ về hoa Tết ạ. À? Hiện tại em thấy có những thân trầm rồng đỏ đã bắt đầu là nhú nụ rồi đây. Cái mặt bông tím đậm đà không khác gì trầm rừng luôn. Này, có những cây đang nhú nụ và đa số chỉ đang bắt đầu là sưng, bắt đầu là bật nụ như thế này thôi. Đó, đang bắt đầu là bật nụ thôi Chậu rơi vào 3, 4, 5 thân à, Ít nhất là 4 thân trở lên chứ Chậu thân rất là căng và dụng lái rồi đây Bắt đầu là bật nụ này Đấy Và riêng dòng trầm rồng đỏ này khi mà nở hoa thì sai bông từ gốc đến ngọn luôn nhé Và một cái chậu trầm rồng đỏ rơi vào ít nhất là 4 thân trở lên đó, đang bắt đầu dụng lá và bật chuẩn bị bật nụ hết như thế này Em cũng để giá có 100.000 thôi ạ à. 100 nghìn cho một giò trầm rồng đỏ rơi vào bốn thân trở lên cô chú anh chị nhé Chắc chắn một điều không làm cô chú anh chị mình thất vọng về cái độ đẹp và độ thơm của trầm rồng đỏ đâu ạ 100 nghìn cho một giò cô chú anh chị Bằng vài cái hai cái bát phở thôi cô chú anh chị này Mình có một cái giò lan đẹp để thưởng thức rồi Sau bên này đây Bên này đây sẽ là những cái chậu năm cánh trắng phú thọ ạ Những chậu năm cánh trắng phú thọ thân nào thân đấy căng mướt luôn Rơi vào 7, 8, 6, tám 80 sen trở lên thân mập nú như thế này cái dạng hàng chuẩn ươm ki chuẩn hoa nhé cô chú anh chị nhé chắc là em nghĩ rằng là riêng dòng phú thọ này nó nổi tiếng đến mức là uh, ngay cả những người mà không chơi lan người ta vẫn biết đến cái mặt bông phú thọ đúng không ạ em đang bán một cái chậu năm cánh trắng phú thọ này với số tiền chỉ có 80.000 cho một giò thôi đó cách đây một hai năm mỗi một thân phú thọ mỗi một sen phú thọ là vài ba triệu hiện tại một chậu rơi vào 7 80 sen trở lên giá chỉ có 80.000 thôi và em nghĩ rằng là một cái chậu lan đẹp như vậy mặc dù hiện tại cái dòng lan va nó đang trượt giá nhưng mà cái vẻ đẹp của nó thì mình không thể nào phủ nhận. Vẻ đẹp rất là tuyệt vời của dòng Phú Thọ đúng không ạ? 80 000 trong cho một thân. Cái dòng này thì cô chú anh chị mình yên tâm cho em là nó sai bông tự nhiên luôn cô chú anh chị nhá. Không cần cô chú anh chị mình phải kích hoa đâu. Nó không nó là một cái dòng không 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 khó hoa đâu ạ. Nó sẽ cho hoa một cách rất là tự nhiên. Đó. À, và cây cũng rất là dễ trồng, dễ chăm và dễ phát triển một cái mặt đó cô chú anh chị lấy giúp em mỗi người khoảng tầm 3 chậu thì cô chú anh chị ghép lại chắc chắn là có một cái tác phẩm rất là tuyệt vời luôn khi mà nó nở hoa đấy ạ và bên này đây thì em đang có những cái chậu lan đen đô chớp bịp ạ ở đây em đang có một cái chậu mà nó đang nở hoa này chỉ có vài bông nở thôi mà thơm nhức mũi luôn nhé cô chú anh chị phải nói về cái độ bền của đen đô chớp bịp này là siêu bền hoa luôn cô chú anh chị ạ cái bộ bền của hoa này chắc phải tầm đến tầm 2 tháng mất ạ và cực kỳ là thơm nữa mà cho hoa quanh năm luôn cô anh chị một cái chậu đen đô chớp bịp như thế này em nghĩ rằng là bất cứ một anh chị chơi lan nào đặc biệt là yêu thích cái dòng đen đô không thể nào mà không săn cho bằng được những chậu chớp bịp này đâu ạ và một cái chậu đen đô chớp bịp thân mập nú này và cây đã đứng đọt chuẩn bị cho nụ cho hoa hết rồi nhá em đang để giá chỉ có 160.000 sáu cho một cái chậu đen đô chớp bịp này thôi à, cây đã đứng đọt hết rồi chuẩn bị cho nụ cho hoa hết rồi nhá cô chính chị nhá mỗi một chậu ít nhất là rơi vào ba thân khỏe và đẹp như thế này 160 cho một chậu ạ à. Còn bên này đây sẽ là những cái cây đai châu rừng bắc trụ Những cái giò lan đai châu rừng bắc trụ Đai châu hay còn gọi là nghinh xuân là ngọc điểm đây ạ à. 1 kg của dòng đai châu hôm nay em xin phép chỉ bán có 200.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé 200.000 1 kg thôi ạ à. Cô chú anh chị mình lấy giúp em khoảng tầm 2 kg là cô chú anh chị mình có những cái trụ lan rất là tuyệt vời luôn rồi đấy ạ à. Đấy 200 nghìn một kg thôi cô chú anh chị nhá Rẻ sập sàn luôn cho cô chú anh chị mình Và ngoài ra thì em còn có cả những cái chậu đai châu Thái Một cái chậu đai châu Thái này Hàng cây đôi ạ, à, một cặp đôi hai cây Và đây là cái mặt bông của dòng châu Thái Riêng dòng châu Thái thì nó sẽ có rất là nhiều những cái mặt hoa nhé cô chú anh chị nhá đây rất là nhiều những cái mặt hoa mà mặt nào cũng kỳ là tuyệt vời luôn thì một cái chậu đai châu thái như vậy này hoặc cô chú anh chị em đang bán một chậu là gồm có hai cây đôi như vậy em đang để giá 180 000 có những cây bây giờ đang nhú nụ rồi. À, cô chú anh chị mình có thể chọn theo em, cho em theo chậu này. À, chậu này em gọi là cái chậu số 18 đi cô chú anh chị, một cặp đôi hai cây rất là đẹp như vậy em đang để giá. Chậu này vỡ lá một chút xíu nên em sẽ để giá 160 000 đi. Gọi là chậu số 18 nhé Và chậu số 19 này. Chậu số 19. Chậu này cũng hai cây, em để giá là 150 000 này. Chậu tiếp theo là chậu 20, 160 nghìn À 150 nghìn, cây này mình cắt lá một chút xíu và đang nụ rồi Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 21 này. Chậu 21 đây Chậu 21 này em để giá là 160 nghìn đi Chậu số 22, 160 luôn ạ Và cây 23, cây này em thấy là đang có hai ngách nụ rồi Và đang có rất nhiều cặp lá này Cây này em đang bán 130 nghìn Đặc biệt một cái lô kiều dẹt đẹp mộng mơ luôn cô chú anh chị. Riêng dòng kiều dẹt thì cô chú anh chị biết rồi. Cái mùa này cô chú anh chị ghép kiều dẹt là sau Tết được ngắm hoa trọn vẹn luôn. À, cái dòng kiều dẹt được coi là mệnh danh là nữ hoàng của các dòng kiều đây cô chú anh chị. Nữ hoàng của dòng kiều đấy ạ. Lô kiều hôm nay về thân căng mướt luôn nhé Cái hình này em đang gọi là cái hình số 1 ạ. À. Em đang bán 200 trăm nghìn cho cái hình kiều dẹt số 1 này. Hình kiều dẹt số 2. Hình kiều dẹt số 2 cũng thân rất là mập luôn, chỗ này hai dề. Đó. Mặc dù là cái lá của nó rất là mỏng và cái mùa đang xuống lá mà cây nhìn rất là khỏe và rất là đẹp luôn như vậy. Dây này em bán bán 160 000 nhá. Hình tiếp theo số 3. 140 000 cho lô kiểu dệt này và hình số 4 này. Hình số 4 là 170 000 cho cái dề thân mập nù luôn. Cô chú anh chị nhìn thân những thân kiểu rất là khỏe luôn như thế này. Và sau hình tiếp theo là hình số hình số 5 này. Hình số 5 chỗ này là em có hai dề nhá của chính chị nhá. Thân nào thân đấy to mập và cực đẹp luôn. Em đang bán lô này với giá là 240 000 này. Hình số 6 này ạ. À. Hình số 6 này nguyên một cái dề rất là to mập đẹp luôn, em bán 300 000 Và hình số 7 này 160 000 Hình số 8 là 140 000 Và hình số 9 sẽ là 130 000 nó với số tiền hơn 100 000 thôi. Cô chính chị sở hữu những giỏ kiều rất là đẹp luôn Hình số 10 140 nghìn Và bên này là hình số 11 Nguyên một cái dề kiều dẹt siêu phẩm luôn Cô chính chị ạ Phải nói là một cái dề siêu phẩm luôn Em bán kiều bao nhiêu năm nay Nhưng mà cái riêng dòng kiều dẹt để mà có một cái dề như thế này Thì thực sự vô cùng hiếm luôn Dề này em bán là 800 nghìn Hình 11 nhá Hình 12 ạ Với giá là 160 nghìn à, Chỗ này cũng là hai dề mập nủ luôn và đây ạ, em đang có những cái chậu dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng này những cái chậu dáng hương đuôi cáo này Cái chậu này em gọi là cái chậu số 26 nhé Xin phép em bán chậu 26 này Giá tiền 160.000 Chậu 27 này 100 à, Chậu 26 là 170 chứ Chậu 27, 170 này Chậu 28 ạ, cực kỳ là đẹp luôn Bản lá to bự luôn Trong đó cây mẹ con em bán 180.000 Và hình tiếp theo là hình 29 này 170.000 Và hình tiếp theo hình 30 cũng với giá là 170.000 nhé 170 nghìn ạ và bên này sẽ là những cái chậu uh, hài uh, đây là những cái chậu hài, lan hài kim cô chú anh chị nhá riêng chậu hài kim uh, để thuần được những cái cây hài kim này thì cũng mất rất là nhiều công và uh, nói chung là hàng này cũng đang có nụ rồi cô chú anh chị này tết mình có những cái giò lan ngoài những cái cây lan đẹp thì cô chú anh chị mình có những cái giò hài kim như vậy cũng thực sự rất là uh, rất là rất là thú vị luôn đúng không ạ? Cái hình 32 em đang để giá 130 000 cho chậu hải kim này. Hình số 31 là 120 000 nhá. Và sang bên này thì em đang có vài cái chậu bạch chậu bạch nhạn cho cô chú anh chị nào mà yêu thích cái dòng hoa màu trắng này ạ. Cái chậu này em gọi là chậu số 25 này 160 000 và chậu số 24 90 000 ạ. Chậu số 23 với số tiền là 150 000 nhá. Còn bên này đây ạ, là những cái chậu địa lan mạc xuân hay còn gọi là mạc quân tử ạ. Một cái dòng lan mà có những cái mặt bông trang nhã và hiện tại thì cây đang bắt đầu là nhú nụ rồi. Hoa nữa. hoa sẽ cho vào Tết đấy ạ. Dạ cô chú ý chị có thể thấy là cái cần nụ của nó đang vươn cao như vậy rồi này. Cái dòng địa lan Mạc Xuân ạ. Và chậu Mạc Xuân này em gọi là chậu số 1 nhá, 100 000 Chậu số 2 em cũng để giá là 100 000 ạ. Ôi cái chậu này có đến 3 nhiều nụ không cô chú anh chị. Ôi trời ơi cái chậu này nhiều nụ thế. Chậu này 3 nụ luôn. 110.000 đi cô chú anh chị nhé Chậu này có ba nụ rất là đẹp luôn Và bên này đây ạ à, Là những cái chậu à... Đây sẽ là những cái chậu Vanda Em bán thanh lý xả hàng Xả hàng luôn Bình thường em đang để giá 110 Hiện tại em sẽ để giá còn có 90.000 Trong cái chậu Vanda thôi cô chú anh chị nhé ở à đây ạ à. Tết đến cận kề rồi hiện tại thì em đang có những cái món đặc sản của vùng Cao Bằng để giới thiệu đến cô chú chị này. À, đầu tiên là cái món nấm hương rừng tôi chú chị nhìn cho em. Cái túi nấm rất là ngon và đẹp như thế này là cái túi đặc sản nấm hương đặc sản của vùng Bảo Lạc Cao Bằng quê em nhé. Cái túi lạc và à, nấm hương như vậy là đóng gói nửa kg ạ. Em đang để giá là 280.000 cho một túi nửa kg còn bên này đây sẽ là măng mầm đây cũng là măng mầm của vùng bảo lạc và phơi khô tự nhiên nhé một cái túi măng mầm như vậy là ở đây em còn có nửa kg thôi em đang để giá chỗ này là 100.000 nghìn này ở à bên này đây thì em đang có cái món lạp sườn này ạ lạp sườn này thì tự tay gia đình em làm và hôn bằng bã của cây mía chọn từ cái miếng thịt của lợn làng ít tăng trọng và ngon nhất của chú chị này hôn bằng bã của cây mía cô chú anh chị thấy là cái lạp sườn nó rất là vàng như thế này này à một cái túi lạp sườn như vậy không chất bảo quản, không chất phụ da đảm bảo cực kỳ là lành. Em đang bán với giá là 130.000 cho túi nửa kg và 250.000 cho 1 kg nhé. Đây là đây sẽ là chè ô long, chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng. Trồng ở vùng núi Ca Đén á, với độ cao 1.000 m2 mà quanh năm sương mù bao phủ. Thời tiết lúc nào cũng là rất là mát và rất là lạnh đấy ạ. Thì một cái túi chè ô long như vậy thì chắc chắn rằng là sẽ nhiều cô chú anh chị đã thưởng thức cái chè ô long này và thực sự rất là hài lòng. Cô chú anh chị nào mà chưa từng thưởng thức thì thử một lần đi để để cảm nhận cái vị thơm ngon tuyệt vời của chè ô long này nhé. Em đang bán một túi như vậy là nửa kg với số tiền là 170.000 cho một túi nửa kg ạ. Bên này đây thì em đang có chế phẩm vật tư dành cho Hoa Lan này Vỏ thông đủ size luôn 1, 2, 3, 4 Vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg Và rêu rừng là 50.000 cho kg Duy xanh 50.000 cho 1 ống nhá Hùng Nguyễn 25.000 cho 1 lọ 5 000 cho 1 cặp à, Và Atonic 12.000 cho 1 gói ạ Cái dưỡng chất AB 85.000 cho 1 lọ Điền da mỹ tiến 40.000 Điền da sẹo đen 50.000 Bao loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát Đồng giá 30.000 và 3 loại phân bón lá Đồng giá 35.000 Và Kim Kim Bun đặc trị thô nhũn 25.000 cho gói này à, chi cho đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi ạ phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối phân châu đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong một trên 2 tháng sản phẩm này em đang bán là 35.000 cho một túi 1 kg nhé và bên này đây thì em đang có sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng cao bằng 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng có dạng treo, dạng lan và dạng nhỏ giọt. Một lọ tinh dầu hồi này như vậy em đang bán là với giá 40 000 à, Cô chú anh chị biết rằng là từ những cánh hoa hồi thì từ rất là lâu người ta đã cho vào món ăn tạo hương vị, tạo độ ngọt và cực kỳ là tốt đối với sức khỏe đúng không ạ? À, và chắc chắn và đây là những cái lọ tinh dầu hồi mà được chiết xuất từ hoàn toàn từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng cao bằng nhé chắc chắn rằng sẽ đem đến cho cô chú anh chị rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời và đặc biệt là cái mùi hương của nó sẽ giúp cho cô chú anh chị có một cái cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn ạ cô chú anh chị thử một lần cái thưởng thức cái mùi hương tinh dầu hồi của vùng ca bằng để cảm nhận cái sự thư giãn cái cái độ thư giãn tuyệt vời mà nó đem lại đi với số tiền là 40.000 nghìn cho một lọ nhé tôi vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi xin phép em được dừng clip ở đây ạ